Say không liếc hay sao? Say rồi tai rồi óc rồi liếc hay sao? Sí, có anh cô nhân tập mà mụn đẻ thiệt đẻ nữa chứ. Tên nào? Nó kêu làm sao gọi nó. Chứ nào em? Cái quán nó karaoke tối gì mà thảm thiệt á cho hàng gì. Cái quán nó quán hết siêu quắc mà. Quán hết siêu quắc mà. Không có phê không? Hết luôn. Không có quán nào còn phê hết xong mới vô quán. Quán nó quán gì chị? Phượng Hồng. Phượng Hồng ở gì? Phượng Hồng chỗ Tùng Mậu à. Quán gì mà hát đầy dở ra mà còn cái màn hình của tivi mình nó nhè nhè còn thu cái màn hình ở nhà ông ngoại coi tivi nữa. Cái này nó nhỏ xíu mà nó một mình. Nó tính tiền giờ như vậy bé. Em chả biết lúc đó em xài nó nói bao nhiêu em đưa bao nhiêu chứ em có biết tiền nào ra tiền nào đâu chị. Ý bà cho vậy? Sao vậy chị? Bà cho ra nó còn mới đến tiền đó. Nghe anh Bi nói vậy, anh Bi vẫn còn kêu hai dĩa kho bò. Sao bà phải không ở đó cho tính tiền? Bà tính kho bò mà. Sao? Ông Bi vẫn coi phiếu nè. Không, ý là hình như là bà đem ra hai ba dĩa gì á, nhưng mà bà tính một dĩa sao chị? Em phải nhớ 70.000 tiền khô bò sao á. Vậy là bà cũng có đưa phiếu hả? Có phiếu nè. Chị tưởng là bà không muốn ra chơi nữa, sợ cho thanh niên này kia gì đó. Cái thông xe chỗ Phan Phùng mà chết luôn á chị. Chỗ đường Bắc Cạn đó. Ý là hàng cái thằng chết chỗ đường Bắc Cạn hả? Ông chết. Cái ông ấy? Vợ, chồng, là giáo viên, mới đĩa con. Thấy em thấy máu gì mà khiếp luôn mà. Tràn hết luôn mà. Chắc say á. Cái là 23:15, nghỉ giờ đó chắc giờ say mới nhậu về. Về còn trễ hơn mình nữa mà. Giờ 11 giờ hả? Mình chắc có 10 rưỡi á chị. 11 giờ gì đó mà ổng không 11 giờ mấy ổng mới về. Mình về thứ nào đây nè. Sáng thì giờ chị thấy tin trên quan tâm đó à. Tai nạn chỗ Phan Phùng đó nè. Phan Phùng Hùng Vương hả? Người Tây đó. Người đâu biết anh ở chỗ Bắc Cạn đâu. Sao anh gặp thấy xe chỗ anh Tài xuống. Xong rồi lên lúc hay thấy mấy đứa đi đưa tin cho anh ở Bắc Cạn. Còn nhà anh Bi ngằng luôn hả? Gần phút dưới mà chỗ gần cầu treo á.
ông đi đâu bất kèn. Ông đi cuối bất kèn. Con bận. Tội em có con nhỏ nữa. Dạ chắc cũng còn trẻ hả chị? Trẻ, cỡ ba mấy, bốn mươi đổ lại. Lưu sụt này nó làm gì vậy? Học bằng này nó về này nó đủ ngầu. Nó học bằng lá sen. Chị tính dẫn với em chị Gia Lai lên thằng muộn. Ừ. Giờ nó thành F3 gì rồi. Vậy cách ly rồi. Ủa vậy chắc F2 hả? Thôi tôi xúc với bà ở Hòa Bình bên chị nè. Bà đó xuống Gia Lai ăn gì mà cúng sốt. Cúng đồ vô 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 nhận mấy em nó dòng họ. Xong rồi tiếp xúc bây giờ. Nhà nó đâu cho được đi nữa không? Ừ. Vậy là vẫn cách ly ở nhà chứ? Ừ, cách ly ở nhà, cả nhà nó cách ly ở nhà không được đi đâu. Chúng vô mùa, chúng mùa cà phê, mùa cà su nè. Mai làm nó tự nhiên vừa cách ly hết ở nhà thôi. Không tỏ hết ở nhà. Rim sáng ngủ dậy ngủ theo ba mẹ luôn, ngủ lúc luôn á chị. 8 giờ sáng mới dậy luôn. Dậy xong cho học bà nội. Chở về nội cho chơi. Gửi với chị dọn thì thấy cái bút không kìa, cái bút bi.